Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Moon Family TV. Hôm nay thì cả nhà mình lên phố đi ăn BBQ nhé mọi người. Đấy, cửa hàng BBQ tại thành phố Vinh nhà. Mọi người hãy theo chân mình đi khám phá thông tin nhà hàng BBQ còn gì nữa mọi người. Hết cầu. Chào mọi người. Nào biết đây, biết chào mọi người nào. Muốn à? Bóng lầy đùa nữa chứ mà. Đây. Giỏi thế. Nhưng giỏi quá. Lầy đùa bóng ra. Ôi trời, đưa cho chị. Đấy, bẻ muốn là sắp bạt bạt về đây lấy đũa, lấy thia cho mọi người đấy. Em ơi, cả cái món vật vật này cho chị từ lấy chứ. Con chỉ có cái này là gọi thôi chứ, đúng không? Lấy ít thôi Phúc ơi, ăn hết thì lấy mà. Đây là các món phù nhá mọi người. Món chỉnh đi một lúc họ mới đưa đến. Chào Muna. Muna ơi, mẹ chào em. Em ăn nhiều vào nhá. Chào ăn nha mọi người. Không, 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 không,
Giỏi đấy. Nó đùa, lấy đùa cho mà. Bán hàng nó coi cục hai cái bà kia. Giỏi ơi. Muốn yêu giỏi thật đó. Muốn à. Muốn giỏi quá. Mẹ yêu con. Mẹ yêu Muôn. Không, như cậu phải lành lành đấy, chứ họ vẫn tiến đường đấy. Tiến đường. Mình bây giờ đưa lên tiến đường. Mua này ăn có đâu như này. Là ơi. Ăn đi. Đi có con hả? Là cô ca là bếp tì ấy. Gồng Alaska luôn. Thôi mẹ, mẹ bác không muốn con nha. Mẹ ơi, mẹ. 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 Mẹ ơi. Muốn ăn thịt không? Mẹ ơi. Mẹ này có kem mẹ. Có kem của mẹ đây này. Có cái pin, pin đấy. Bác Phúc bảo là, bác Phúc bảo là có cái chỗ làm kem ấy. Tất cả chỗ mua kem ấy. À, ở đây ăn cũng rất là ngon mọi người ạ, hợp khẩu vị, món gì cũng khá là ok. Lần sau sẽ quay lại nha mọi người. Rồi đi nào, ăn xong rồi đi thôi. Thôi về thôi, ăn uống nó say rồi, bây giờ là đi tìm chỗ đi xem phim thôi. Nhà ơi, sau khi ăn uống chơi nhảy xong thì bây giờ nhà mình sẽ lên tầng trên để xem phim nhé mọi người. Chào bạn Moon. Hello, Hesley. Muốn này, hello, Hesley. Tổng giám đốc nha em.
tùng tai. Khách hàng xem phim Nhà Ba Nữ. Nhà mình đang xếp hàng để xem phim Nhà Ba Nữ nha mọi người. Nhưng mà cầu đâu? Về có cầu thế lắm. Đây là cầu. Đang xếp hàng mua bỏng ngô mọi người ơi. Em ơi cho chị hai bỏng ngô không? Hai bỏng ngô ạ? Dạ vâng ạ. Hai bỏng ngô chỉ muốn dùng bỏng phô mai hay bỏng caramel ạ? Hai loại đi. Hai loại ạ. Của mình hết 160.000. Là 80.000 một túi đấy. Dạ, có một bỏng là 75.000, một bỏng là 85.000. Ok. Dạ vâng ạ. Chị có dùng nước không chị? Không. Chưa chị nhìn màn hình đúng không ạ? 160.000 đúng không ạ? Ok. Dạ vâng ạ. Hai phô mai, hai phô mai, em nhận của chị 500.000 ạ. Chưa, em phủ chị lại 340.000 chị nhé. Kiểm tra lại tiền giúp em với. Một phô mai, một caramel. Chị hai túi bỏng ngô 160.000 mọi người ơi. Tôi xét về cho. À, về. Chị nó không dùng phụ bổ thì é bay gì nhá. Ok, thành phụ bổ nó không có không thấy cả. Ok. Rất là nhiều phòng luôn. Phòng số 4, phòng của mình hướng đến là phòng số 4. Nó không chịu rồi nha mọi người. Tao mới hỏi mày đang làm gì đó. Tại sao mày để nó không có trong phòng? Hết phim rồi mọi người ơi. Nói chung là phim này mang tính giải trí thôi mọi người. Còn về nội dung thì khoảng chầm 6/10 nhá mọi người. Nói chung đi xem để giải trí, có những tiếng cười vui nhộn thôi. Còn nội dung phim thì cũng bình bình thôi. Xem cho cảm nhận về phim nào. Cô cho cảm nhận về phim nào, Huỳnh Nhi cho cảm nhận về phim nào? Bình thường ạ. À. Không hay là phim của già. Phim của già thì nhiều tập hay hơn, nhiều tiếng cười hơn. Cả nhà mình vừa xem xong bộ phim Thuyền Nhà Ba Nữ. Nói chung là nội dung phim toàn được mọi người. Nói chung là có rất là nhiều tiếng cười, nhưng mà để mà về nội dung đặc sắc thì như bộ phim trước đây của Cẩm Thành thì nó nội dung đặc sắc hơn. Nhưng mà hiện tại bây giờ là mưa cho tối. Thank you.